À, thưa mọi người, như vậy là hôm nay mình đã có được chiếc ROG Phone 2 chính hãng nha. Mình không review những cái chiếc sách tay ở trên kênh Mập Vào Studio bởi vì thật ra cũng không có mượn được. Mình đang nhờ bên một số cửa hàng để xem có mượn được bản sách tay không. Các bạn xem bên giờ review mình sẽ làm. Còn hôm nay chính hãng thì mình đã nhận được cái chiếc máy này rồi. Thì các bạn có nhớ năm ngoái mình có làm một bài là chuyển sang ROG Phone 1 để làm máy chính thức của mình không? Clip đó rất nhiều người xem và các bạn có hỏi năm nay có định chuyển sang ROG Phone 2 không? Thực ra là do năm ngoái thì còn mua giá cũng hợp lý rồi, nhưng mà năm nay lo do đã chi khá là nhiều tiền mua chiếc điện thoại khác, mình vẫn chưa quyết định được là liệu có mua nâng cấp từ ROG Phone 1 đây của mình năm ngoái và năm nay đẩy lên ROG Phone 2. Mình đang có hộp này và ta sẽ cùng nhau làm video mở hộp và chuyển sim sang dùng ở trên ROG Phone 2. Chiếc ROG Phone 2 chính hãng này thì đang được phân phối với mức giá của nó thì có rất nhiều tranh cãi của mọi người, nhưng nó sẽ được bán độc quyền tại 7net và các bạn sẽ có voucher 1 triệu đồng. Và đặc biệt cho đến ngày 31 tháng 11 thì nó sẽ còn có cơ hội bốc thăm để trúng một cái vali gaming. Thì anh em hãy truy cập vào link bên dưới tham khảo nhé. Cái đầu tiên thì chiếc hộp của nó vẫn giống y hệt như là thế hệ đầu. Đây mình đang có hộp của cái thế hệ đầu này. Hộp ROG Phone 1 thì nó sẽ chỉ có chữ là ROG Phone. Bạn sẽ mở ra kiểu như này, đó, thì điện thoại các bạn nằm bên trong, hộp của mình khá là tã rồi, ok. Tuy nhiên thì ở phiên bản năm nay thì nó sẽ làm, và các bạn sẽ rút ra, đó. Đó, thấy không, đã ghê. Các bạn sẽ có một cái ốp lưng nhá, mình sẽ để ra đây và lát mình sẽ nói kỹ hơn về chỗ ốp lưng này. Que chọc sim, sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, và cuối cùng là mọi người sẽ có một cái cáp tai C sạc nhanh, wow. Cáp này được bọc dù luôn, quá ngầu. Và chúng ta sẽ còn có một cái củ sạc nhanh mang thương hiệu là Republic of Gamers. Nguồn sạc của nó tối đa lên tới tận là 30W. Ok, quay trở lại với chiếc ROG Phone 1 của mình thì các bạn hãy so sánh nhanh với sản phẩm 2. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt ở đây đến từ cả miếng vân tay khi ROG Phone 1 đã có những ROG Phone 2 loại bỏ bởi vì nó đã chuyển vào ở bên trong màn hình. Bạn thấy bây giờ ta sử dụng cảm biến vân tay trong màn hình, nó nhanh cũng cực kỳ là tiện lợi đúng không? Ở phía sau này của chúng ta thì tất nhiên là nó vẫn sẽ có, đó là cái khu vực ở phía bên tay phải. Thì nếu như ở thế hệ đầu thì nó sẽ có một cái miếng bằng kim loại, thì ở thế hệ 2 nó đã làm cả hai bên là bằng kính hết, đồng bộ với phần mặt lưng, thay vì chia ra là kim loại và kính như trước. Và các cái họa tiết hoa văn thì được làm gần giống nhau. Nói chung ROG Phone 2 được cách tân hơn, hiện đại hơn và đặc biệt là dài hơn, to hơn và nhìn thực sự là hầm hố. Cụm camera được hơi cắt đi khác biệt một tẹo. Đèn flash LED lần này đã sử dụng đó là đèn flash LED kép. Cái chiếc ROG Phone 1 của mình nhìn sau một thời gian sử dụng các bạn thấy này, cái mặt lưng đã bị xước rất nhiều và có những vết xước răm cực kỳ dày và đậm xuống ở bên dưới. Rồi, quay sang ở mặt trước thì chiếc điện thoại này của chúng ta có sự khác biệt là như thế nào? Thứ nhất là cái hình viền của loa thì được làm mỏng hơn đi một cách rõ rệt. Nhìn đi, bên trên của nó này làm thanh lịch hơn, không còn có dải màu vàng của chúng ta nữa. Cái dải màu vàng thì rõ ràng là trông rất nổi đúng không? Nhưng lần này thì viền màn hình hai bên mỏng này, viền trên dưới cũng được làm cân đối mỏng hơn nhưng màn hình của nó rất là dài. Các bạn so đi, dài hơn rõ rệt, và nếu chúng ta đặt cái chiếc ROG Phone 1 thì nó sẽ bé hơn cả bề ngang và cả cái chiều dài. Rồi, với những cái gì mình trải nghiệm trên ROG Phone 1, mình đã rất thích ở cái chỗ là chiếc máy đó hồi đấy mình dùng là máy chính bởi vì nó là một trong những con hiếm hoi có tần số quét là 90Hz. Và năm nay khi mà các sản phẩm khác đều đã có 90Hz thì nhà sản xuất này đã nâng cấp nó lên một level, nó là lên tới 120Hz. Và thực sự là cái lúc mà mình cầm con này mở hộp là wow, mình cảm giác là con này nó nhanh vãi, nhanh tụt quần luôn. Và nếu như ở thế hệ đầu chúng ta đã phàn nàn là Asus đã tùy biến quá nhiều thì không. Ở trên phiên bản 2 họ đã lắng nghe và các bạn có thể tùy chọn hai giao diện khác nhau. Dark Creator thì cái này là mặc định giống như giao diện của ROG Phone. Nó có một giao diện màu trắng nhưng các bạn có thể lựa chọn ngay là giao diện Classic. Nó sẽ đưa về toàn bộ giống y hệt một cái launcher mặc định đến từ nhà sản xuất Google. Bạn nhìn đi, không có bloatware, không cài thêm phần mềm gì khiến cho nó vô cùng là nhẹ nhàng và thoải mái ở giao diện. Quá đã, không có gì phải chê. Với Snapdragon 855 Plus, phiên bản mà mình đang có ở đây cũng đem lại ấn tượng hơn nữa so với lại cái tốc độ và trải nghiệm của những chiếc điện thoại Android khác trên thị trường. Các bạn nghĩ sao mà chúng ta làm một bài speed test và so sánh với lại cái chiếc iPhone 11 Pro Max hay là Galaxy Note 10 Plus? Ok, mọi người hãy bình chọn và comment nhé để mình sẽ sớm làm cho chúng ta. Và bên cạnh đấy, máy này nặng, thực sự là nó nặng và nó không hề nhẹ một chút nào. Nhưng bù lại các bạn có một cục pin cũng vô cùng lớn. Để ngoài cái việc chơi game, nó còn hỗ trợ cho những cái đèn LED ấy phía sau này, mang đậm tính chất game thủ. Và tất nhiên là cái này các bạn thể tắt được, chẳng qua đang để quay video cho nó cool ngầu.
Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển một chiếc điện thoại khác sang để sử dụng. Bởi nếu các bạn chưa biết, mình đang sử dụng đó là chiếc OnePlus 7 Pro. Các bạn thể xem bài review ở trên trang là The Review mình đã làm. Đậu, cắm sim đâu đấy các bạn? Ui, nó có một cái mic ở bên này. Mic ở trên này. Mic ở dưới này, ui con này. Con này 4-5 cái mic các bạn ạ, dã man thật. À đây, quay sim của nó bên hông. Rồi, theo đánh giá của rất nhiều người chia sẻ trên mạng internet, cái mà mọi người không hài lòng nhất trên chiếc điện thoại này đó chính là về camera. Thế nhưng mà trên cái phiên bản này thì nó vẫn có đầy đủ các ống kính, như các bạn thấy là cũng có ống kính ultra wide, các ống kính thường, chế độ chụp ảnh chân dung, chuyển động chậm, slow motion vân 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 vân. Nhưng có lẽ đã lựa chọn smartphone để chuyên chơi game thì nó sẽ không phải là top đầu để về hình ảnh. Còn về những cái chế độ chơi game, nó sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh ngay ở đây. Đó, mọi người sẽ có thể khởi chạy những cái tựa game cũng như là trình điều khiển ở trong này. Có X-Mode này, Game Genie. À, nói luôn bạn nào fan của Asphalt 9 thì chúc mừng. Tựa game này đã được nhà sản xuất này hợp tác. Ngay khi các bạn vào thì bạn sẽ tặng một chiếc Porsche 911 GTS Coupe. Và đây là một chiếc xe rất tuyệt vời. Hơn nữa là các bạn có thể customize chiếc xe này. Nó sẽ có cái đề can của AUG. Đó, thấy chưa? Đây là hợp tác của nhà sản xuất. Ngay khi bạn mở máy lên đã có tựa game Asphalt 9 và chỉ việc download update về để mà chơi thôi. Và khi mà mọi người mà mở một số cái ứng dụng để mà chạy benchmark thì nó cũng nhắc luôn cho chúng ta là nên kích hoạt chế độ X để có thể trải nghiệm được cái hiệu suất của nó cao nhất ở trên thanh thông báo trạng thái sẽ nhắc luôn. Như vậy, một cái yếu tố cuối cùng là về nhiệt độ thì mọi người cũng nói rằng là chiếc máy này khi chơi game thì tỏa nhiệt khá nóng và cảm thấy rõ ràng. Biết làm sao bây giờ, một chiếc máy quá mạnh mẽ với cấu hình khủng như vậy thì chạy hiệu suất cao đương nhiên nó sẽ nóng lại còn làm từ kính. Mà dù hệ thống tản nhiệt của nó cũng rất nhiều công nghệ như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Tóm lại qua video này thì mình có lẽ là năm nay việc mua nói không thì đang còn rất là đắn đo. Các bạn biết rồi còn cả lựa sự lựa chọn về phiên bản sách tay đúng không? Mình sẽ cố mượn ở bản sách tay để có một cái sự so sánh. Nhưng các bạn thích gì ở chiếc máy này và các bạn gì không thích nhất hãy comment cho mình biết. Mình nghĩ không thích nhất chắc chỉ nằm ở giá thôi. Hiện tại giá bán của sản phẩm cũng sẽ được bán độc quyền tại 7net thì mình có tham khảo như các bạn thấy ở đây. Và tuy nhiên thì từ ngày 11 đến ngày 31 tháng 11 các bạn sẽ được có cơ hội bốc thăm để trúng một cái vali game trị giá lên đến gần 20 triệu đồng tại 7net và các bạn sẽ có voucher trừ 1 triệu khi mua sản phẩm này. Và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Wow. Bây giờ hai tay hai súng mà mình lúc nào cũng sẽ mặc định có một chiếc iPhone và lúc nào cũng sẽ cần có một chiếc điện thoại Android đi cùng.